còn đây có chết. Đây chứ gì ạ? Đấy. Được gần 10 ký các bạn, được gần 10 ký các bạn ơi. Được 10 ký nha các bạn nha. Đây này, đây các bạn này, có con cua, ui giời, cua này. To chưa? Các bạn, sau khi mình đánh bẫy xong giờ mình đi thăm về các bạn. Thăm về bây mình giờ cũng khoảng tầm 12 giờ tối các bạn ơi. Là mình nhóm lửa, mình nấu mì tô, mình ăn rồi mình ngủ các bạn. Đây, hôm qua mình đánh ở cánh đồng các bạn. Hôm nay mình chuyển địa điểm, mình đánh gần vườn cao su các bạn. Vườn cao su nó có cái khe cạnh. Đây. Mình nhóm lửa, mình hôm nay mình lấy cái siêu đi để nấu mì tôm, hôm qua không mang đi theo. Đấy, mình nhóm lửa. Đấy các bạn, lúc nãy mình đi thăm bấy cua ấy, được 3 con ếch các bạn, một con lươn á. Rồi mấy cái càng cua thì bẹ mình nướng các bạn. Đấy, được 3 con ếch các bạn, tí mình nướng. Đấy, còn khu vực kia là cua mình vừa đi thăm về các bạn nhé. Từng đấy khoảng 7-8 ký các bạn. Đấy, hôm nay mình ở vườn cao su nên mặc bóng cũng rất tiện. Bộ ruột cơ. Đó nha, mình bộ ruột còn ếch. Ôi cái dạo cuột quá. Đấy, nước mình đun sôi các bạn ơi. Đấy là bỏ cái cây trống lên rồi đứt cây à. Đấy, mình đang nướng con ếch các bạn. Mày cẩn thận nhé. Nước. Đây các bạn ơi. Giờ tiến hành để cho mình uống rượu các bạn. Uống mình ngủ các bạn nha. Ngọt mẹ mà đấy. Có mấy cái càng cua to chưa các bạn. Cua đợt này không đặc mấy nhỉ. To đùm các bạn này. Mời các bạn nha. Rượu các bạn, mời các bạn uống rượu nhá. Ây à, cũng được.
giống tích. Để ăn cái đùi đi. Ăn. Kia có tham luôn, có thả được thêm mấy cái nữa mà. Đâu thêm được 3-4 cái đấy. Hầm gì? Cái đường mình bắt đấy thì nó chẳng có thêm được con nào hay con đấy. Dài, ngồi không? Xương như xương gà rồi. Còn đấy chẳng qua là lười là cứ vất để lấy được con nào hay con đấy đi chứ. Chắc nó chẳng còn là bóm rồi đấy. Giờ hết rồi, ếch rồi cuốn hết rồi. Nó không vào nữa rồi. Nhưng mà con to vào hết rồi bắt đầu đi. Đấy, cua cái sáng mình bấy về các bạn ơi. Được khoảng tầm 10 ký này các bạn. Đây mình được hai con lươn các bạn, hai con lươn ấy, ba con, bốn con ếch. Hôm qua được một con to chết thì mình ăn luôn, nướng ăn này các bạn nhé. Hôm nay là được bốn con ếch tiếp đấy. Ếch và bấy cua rất nhiều luôn các bạn, với lươn nó cũng vào các bạn nhé. Đây mình đổ cua ra các bạn, đổ cua ra chợ xem con nào chết đi là mình lấy về ăn, còn con nào không chết mình mang đi bán các bạn nhé. Đấy, cua đây rất to luôn các bạn. Đấy, chủ càng càng to đùng luôn các bạn ơi. Đấy, về mình những con nào chết thì mình bỏ ra đây. Đây này, ví dụ như những con chết này, đây là những con nó bị ngạt hay nó chết ấy. Mình bỏ ra để tí mình giá mình nấu canh. Còn kia mình phân loại ra, con nào sống thì mình bỏ ra, con nào chết mình cắt đi các bạn. Đấy, con nào chết, đấy một con chết đấy các bạn. Còn đấy cũng chết. Bẻ càng bẻ càng ăn một con cua đấy tầm 3-4 nghìn bà. Mấy cái lâu ạ? Đây, chết gì ạ? Cái mình chả được ăn nhỉ. Ếch mà nó vào bẫy mà. Nó vào bẫy mà. Nó vào giọ ăn mà. Cả lươn nó vào ăn này. Ếch được 5 con ấy. Hôm qua ăn nướng con này. Đổ ra hết đi bố. Đây, con này sáng này to tướng chứ này mà còn chết mà chết á. Con này gần 4-5 nghìn rồi. Chết nó như mấy à? Đâu lấy đâu? Thế ông bác kia bảo nó đi bán thuốc nó mình lấy mà. Chắc nó bán cho ông nào thôi. Thì chết nó là dễ, bán 20 nghìn. Đây là cô 20 nghìn. Còn nó đấy còn đấy chết chết đâu. Đánh thuốc thì ấy lắm. Cái là cô ấy bẻ chân hết rồi. Được đấy. Chết đâu rồi chắc á. Chắc không chết đâu, chết mấy cái con đấy, ở càng. Đấy. Ủa càng to chưa? Nào chết. Đang cắn nhau thôi, con đây đang cắn nhau thôi. Con đang cắn nhau. Giờ mạnh nó ngọ. Để hết càng đi ăn. Càng nó đi ăn đi. Cua ngày xưa là mày cân bao phải là càng cua vẫn có nha, càng to như vậy. Sáu con mất được gần 1 ký rồi. Đây. Đây này, con này. À, con này chết mà con này lột thôi. Con nó bị lột nhưng mà cũng chết rồi. Chặt đây rồi. Mình sẽ phát đi chặt thôi. Cái bao kia này không có lúa này. Không có lúa, cái dồn sang đây này. Để cái kia sang lúa. Đi. Cái khúc từ nãy giờ chưa được á. Có mấy con đấy mà. Quay cái con này à?
Con này to chứ. Đấy. Mẹ nó con này được gần 10 ký các bạn, gần 10 ký các bạn ơi. Được 10 ký nha các bạn nha. Đây này, đây các bạn này, có con cua, ui giời, cua này. To chưa? Chết rồi các bạn. Đấy, chết rồi. To lắm, càng này to lắm. Càng này làm dây chuyền đeo được.